Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Hôm nay Khôi xin gửi đến cô chú anh chị một truyện do chính Khôi viết, và truyện này được mang tên là Hóa Giải Oan Lòng. Đây là một bộ truyện vừa có hiện thực xã hội mà cũng vừa có một chút tâm linh kinh dị. Tuy nhiên yếu tố kinh dị thì rất là ít, và rất mong quý cô chú anh chị đừng xem đây là một truyện do một tác giả thực thụ viết, bởi vì Khôi là một người đam mê và Khôi muốn viết thôi. Thì nhân dịp kênh của Khôi được 20.000 lượt đăng ký, và Khôi muốn dành một món quà để gửi đến quý cô chú anh chị. Thì rất mong sao là cô chú anh chị hãy đón nhận món quà này như là tấm lòng của Khôi gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị vậy. Và Khôi xin hứa từ đây cho đến sắp tới, nếu mà kênh phát triển thì cứ sau một cột mốc là 30.000, 40.000, 50.000, thì cứ sau cột mốc 10.000 như vậy, Khôi sẽ gửi cho quý cô chú anh chị một món quà. Thì có thể đó là một bộ truyện, cũng có thể đó là một hình thức khác. Tuy nhiên với tất cả những máu mủ tình thâm của Khôi, như Khôi đã chia sẻ từ trước, thì Khôi muốn làm một cái điều gì đó tốt nhất và ý nghĩa nhất để gửi đến quý cô chú anh chị. Khôi xin cảm ơn. Có ai không? Cha ơi! Má ơi! Có ai không? Cứu con với! Cứu con với! Người ta thường gọi nơi đây là xóm làng chài. Cái tên này có từ rất lâu rồi. Sở dĩ có tên như vậy là vì người dân nơi đây sống bằng nghề chài lưới bắt cá. Nơi đây, ngày cũng như đêm, dân buôn từ các làng khác đến đây rất đông để lấy mối cá với giá rẻ. Chính vì thế, người người tới lui tấp nập, chen chúc nhau mua hàng, tiếng rao bán hoặc cùng tiếng sóng nước xôn xao nhộn nhịp. Trong cái cảnh tấp nập ấy, không ai để ý đến một cô gái đang đi lẩn thẩn với gương mặt thất thần. Cô gái đó nhìn vào người đàn bà phốt pháp mập mạp trong quán trà đang lôn khôn nhóm lửa. Bất chợt cô hét lên: "Cháy! Cháy! Cháy rồi! Dập lửa đi! Dập lửa đi!" Vừa hét, cô ta vừa nhào đến cầm cái thùng nước được để sẵn bên cạnh bếp lò, hất vào người đàn bà mập mạp, làm cho bà ta giật mình la lớn: "Cháy nhà! Mẹ cha ơi! Cháy nhà! Cứu! Cháy nhà! Cháy nhà! Mẹ cha đó! Cháy nhà!" Thế là dòng người đang chen chúc hối hả lại được dịp hóng chuyện. Họ ngưng không mua bán gì nữa mà xúm lại chỗ người đàn bà vừa la đó, xem thử coi đã xảy ra chuyện gì. Ông chồng của bà đang bưng trà cho khách trong quán, nghe thấy vậy nên vội chạy đến. "Bà nó ơi! Có chuyện gì mà bà la làng dữ vậy?" Ở đây, người ta gọi hai người này là ông bà Ba Trà, bởi vì thường ngày, hai vợ chồng kiếm sống bằng việc bán trà giải khát cho những người dân xung quanh hoặc khách vãng lai khi có dịp đi ngang. Bà Ba Trà nghe chồng hỏi nên hoàn hồn, rồi quay lại nhìn người vừa hất nước sau lưng bà. Cháy ở đâu?" Cô gái đó nghe vậy, lập tức vỗ tay vui mừng đáp: "Lửa tắt rồi, hoan hô, dập được lửa rồi. Không ai phải chết." Vừa cười, cô gái vừa chỉ tay vào bếp lò lúc nãy mà bà Ba Trà đang nhóm lửa. Bà Ba liền hiểu ra con nhỏ này có vấn đề. Thế là bà dồn nỗi bực tức của mình lên người cô gái đó, hai tay chống nạnh ngang eo. Bà hắng giọng chửi: Thì ra là mày, cái con điên này. Tao đâu có thiếu nợ thiếu nần gì nhà mày á, mà ngày nào á mày cũng cầm cái thùng nước tạt vào người tao ướt nhem ướt nhẹp như vậy hả? Mày chọc điên tao hoài vậy? Cháy mà. Nguy hiểm lắm. Cháy cái đầu mày chứ cháy. Mày đừng có tưởng mày điên á thì mày muốn làm gì cũng được nha mày. Ông Ba Trà chồng bà cũng đang đứng đó,
với gương mặt điềm nhiên nở một nụ cười hiền từ phúc hậu. Ông nói, thôi bỏ qua đi bà, chuyện nó bị điên á, cả cái làng này ai cũng biết, bà chấp nhất với nó làm gì để cho người ta chê cười. Ông á ngày nào cũng bênh vực cho cái con điên này hết, ông không thấy nó tạt nước vô người tôi ướt hết rồi hay sao? Mọi người xung quanh đang bu kính cũng nói vài tiếng xen vào. Bỏ qua cho nó đi bà ba ơi, cái con nhỏ này á, nó sợ lửa lắm, tâm trí nó thì không được bình thường. Thôi bà cho qua, coi như tích đức tích phước cho con cháu đi mà. Bà Ba Trà nghe thế cũng hết cách, dù gì bà cũng chẳng thể làm gì được cái con điên này. Cho nên bà đành bực dọc đi vào trong quán, tiếp tục nhóm lửa. Còn ông ba nhìn cô gái điên đó, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi bay đi đi cho tao làm ăn buôn bán, chứ bay cứ đứng sớ đớ ở đó một hồi á, rồi bả ra bả chửi nữa bây giờ. Nói xong, ông đi thật nhanh vào quán, rồi đi ra với một cái bánh nướng trên tay đưa cho cô gái điên mà nói. Chắc hồi sáng giờ bay chưa ăn cái gì phải không? Nè, ăn đi. Ra góc me ở cuối chợ, ngồi đó ăn cho mát nghen. Cô gái điên giật ngay cái bánh ông ba đang cầm, rồi ăn ngấu nghiến. Nghe lời ông ba, nó gật đầu, chạy nhanh về hướng cuối chợ. Mọi người thấy chuyện cũng đã kết thúc, nên giải tán ai làm việc nấy. Đâu đó trong gió, người ta vẫn nghe tiếng bà Ba Trà chửi chó mắng mèo cô gái điên và trách ông ba suốt ngày lo việc bao đồng. Mày đừng có tưởng mày điên á thì mày muốn làm gì cũng được nha mày. Ông á ngày nào cũng bênh vực cho cái con điên này hết. Ông không thấy nó tạt nước vô người tôi. Ai ở đây lâu năm đều đã quen với tính tình hay càm ràm của bà Ba Trà. Đã vậy, bà còn hay bị liệu, nên con nít trong xóm vẫn hay trêu ghẹo bà. Có khi tụi nó canh lúc bà ba đang đi trên đường mà nhào ra hù đột ngột, làm cho bà hết hồn, rồi bị liệu nói bậy bạ tục tiểu. Bọn chúng thấy vậy đứng đó mà cười gian. Không chỉ hung dữ ở bên ngoài, bà còn rất hồ đồ, hay tung ra mấy cái tin đồn lung tung. Bởi vậy người ta nghe xong cũng bỏ ngoài tai, chứ không bàn tán hay ganh ghét điều gì. Chồng bà cũng vậy, ông ở với bà đến nay cũng đã hơn nửa đời người, nên ông rất hiểu tánh của bà. Những lời mà bà vô tình phát ra, ông cũng đã nghe quen tai từ lâu. Ông không hề trách mắng hay chán ghét gì về cái tánh hay giật mình bị liệu của vợ mình cả. Miễn sao vợ ông đừng ăn cướp ăn trộm của ai, để không phải mang tai mang tiếng là được rồi. Ở cuối làng có một cây me rất to, tán cây của nó che mát được cả một khoảng lớn. Bởi thế, những người dân ra đồng làm ruộng thường nghỉ ngơi ăn trưa dưới gốc cây me này. Và đây cũng là nơi mà cô gái điên ngủ vào ban đêm suốt một năm nay. Trên tay vẫn đang cầm cái bánh nướng chỉ còn lại phân nửa. Cô vừa ăn vừa cười, trông rất vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, nơi khóe mắt cô lúc nào cũng trào ra hai dòng lệ. Người ta đi ngang nhìn thấy cũng không biết là cô đang vui hay đang buồn. Chợt xa xa, có bóng dáng của một người đàn ông đang đi đến. Dáng đi khoan thai nhẹ nhàng như gió lướt qua, khiến cho vài người nhìn thấy ông rồi xì xào qua lại với nhau. Trong người đàn ông này rất lạ, không phải là người trong làng này. Chỉ mỗi vẻ bề ngoài của ông thôi thì cũng đủ để người ta chú ý đến rồi. Người đó mặc một bộ đồ với hai màu chủ đạo, vàng và đen. Lâu lâu vẫn thường có vài người đi ngang, tự xưng là thầy pháp, pháp sư trừ tà, với bộ đồ y chang. Cứ mỗi lần như vậy, lại có những phu nhân nhà phú hộ tìm đến người này để nhờ xem quẻ về sự nghiệp, hoặc đường tình duyên, hay là đường con cái. Dừng lại bên gốc me, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái điên thật lâu. Ông cười nhẹ nhàng hỏi, cô gái à, cô cho ta hỏi. Vừa nghe dứt câu, cô gái ngừng ăn ngước lên nhìn vào mặt ông, rồi đôi mắt cô trừng trừng sợ hãi. Sau đó, đột nhiên, tay chân cô run rẩy không ngừng, cô hét toáng lên. Cháy, cháy, cháy rồi, cứu người đi, cháy rồi. Hét không còn chưa đủ, cô gái còn quăng luôn cái bánh đen ăn dở xuống đất bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa la lên. Nước, mau lấy nước đi, nhà cháy rồi. Cha ơi, má ơi. Có chút ngạc nhiên khi thấy cô gái như vậy, nhưng biểu hiện vừa xảy ra khiến cho ông hiểu rằng cô gái này đầu óc không được bình tĩnh cho lắm. Lúc này, một bà lão độ 70 tuổi thấy người đàn ông này cứ đứng ngay người ra, bà liền đi đến, giọng khào khào cất lên.
Đừng quá ngạc nhiên làm gì. Bình thường con nhỏ này nó vẫn hay la hét ổn tổ như vậy đó. Nghe vậy, ông quay lại thắc mắc hỏi. Cô gái này hình như tâm trí không được. Nó bị điên từ khi gia đình nó xảy ra biến cố. Thầy nghĩ đi, đây là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà ông Phú Hộ. Bỗng chỉ trong một đêm, cha chết, mẹ chết, gia nhân trong nhà 12 người, không còn một ai sống sót. Như thế không hóa điên mới là lạ. Cho tôi hỏi một chút, chẳng hay nhà Phú Hộ bị cháy mà bà vừa nói là nhà Phú Hộ nào? Chuyện xảy ra cách đây bao lâu? Ngôi nhà bị cháy là nhà của ông Phú Hộ họ Quách, người giàu nhất cái làng chài này. Chuyện xảy ra mới gần một năm nay thôi. Con bé đó may mắn sống sót được trong vụ hỏa hoạn cũng là một kỳ tích đấy. Sao bà lại nói vậy? Bởi vì sau khi đám cháy được dập tắt, người dân quanh đây tìm thấy nó ở trong phòng riêng của mình. Nhưng điều kỳ lạ là cái phòng đó không hề bị lửa làm tổn hại, trong khi đó những căn phòng bên cạnh đều cháy đen. Đặc biệt hơn, nếu như không chết cháy thì cũng phải chết ngột chứ. Đằng này trong căn phòng kín mít như vậy mà con bé đó vẫn không bị chết ngột. Không gì có thể lý giải cho điều này, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích mà thôi. Nếu như vậy thì đúng thật là quái lạ. Vậy có ai biết tại sao lại xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy không? Cả nhà không còn một ai sống sót, nó thì lại bị điên điên dại dại sau vụ hỏa hoạn. Khủng hoảng như thế thì làm sao mà có ai biết được nguyên nhân đâu chứ? Chỉ có thể là người chết mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Sau khi nghe bà lão kể xong, trong đầu ông lại càng tò mò hơn. Bà lão cười hiền hậu rồi từ từ rời đi. Ông cúi đầu chào thay lời cảm ơn. Ông thầm nghĩ, theo như lời của bà lão kia kể thì chuyện này quả thật rất là kỳ lạ. Trong lòng ông còn rất nhiều thắc mắc vẫn chưa được giải đáp. Nhất định ông sẽ tìm ra câu trả lời cho vụ hỏa hoạn này. Ở một nơi khác, trời vừa sập tối, hai thằng Hận và Chọ chuẩn bị dọn mồi ra cái giường tre phía sau nhà thằng Chọ để bắt đầu cuộc ăn nhậu. Đôi bạn thân chí cốt này nổi tiếng phá làng phá xóm, không ai là không biết. Trước khi vào cuộc, hai đứa kề tai rủ rỉ với nhau điều bí mật gì đó mà chỉ có hai thằng mới biết. Xong rồi, cả hai nhậu say bí tỉ cho đến khuya. Hận cầm ly rượu đưa lên môi uống một nửa, nửa còn lại nó đưa cho thằng Chọ rồi nói, uống hết ly này á, tao xin về nha mày. Rượu hết á thì tiệc cũng phải tàn rồi. Mỗi một câu nó phát ra đều kèm theo tiếng nấc cột vì đã quá say. Thằng Chọ nghe bạn nói vậy cũng lè nhẹ đáp, ngày mai tao mua tiếp 3 xì rượu nữa để hai anh em mình mở tiệc nhậu tiếp. Nhất trí. Thôi tao về đây nghe bạn hiền. Ngày mai á tao đi bắt vài con cá đem qua để cho con vợ mày nó làm mồi hiên. Nói là nói cho hay ho vậy thôi, chứ hai tụi nó ngày nào cũng nhậu như ngày nào. Chỉ có hai con cá rô phi được lóc bỏ xương rồi đem đi phơi nắng cho đến chiều. Người góp mồi, kẻ mua rượu thiếu để mà nhậu. Vợ của Chọ tên là Mót, ngày nào Mót ra chợ đi ngang qua quán bà Năm cũ đều bị bà kêu vào bắt trả tiền rượu. Nhiều khi chị chán nản cuộc đời, muốn nhảy sông chết đi cho đời bớt khổ, mà nhìn lại ba đứa con nheo nhóc, chị lại không đành. Chọ giống là tên du thủ du thực, thời còn con gái, Mót cũng khá là xinh đẹp, gia đình nghèo khó, nên sau một thời gian Chọ đeo đuổi, chị đồng ý gả cho hắn. Ban đầu thì cũng biết lo làm ăn, sanh được ba mặt con rồi, tự nhiên kết bè kết lũ với thằng Hận. Có một thời gian, hai đứa nó tiền bạc rủng rỉnh, ăn nhậu tối trời tối đất. Tiền chỉ để dành hai đứa bù khú với nhau, chứ chớ hề cho vợ cắt nào để nuôi con. Chọ coi Hận như là thần hộ mạng của mình. Hận nói gì cũng nghe. Đang làm mà nghe Hận hú một tiếng là cắm đầu chạy bất kể sống chết. Có lần thấy ghét quá, Mót không kìm được, hỏi,
Mắt giống ôn vậy mà ông sợ nó như sợ ma vậy? Bộ ông thiếu nợ thiếu nần gì nó hay sao? Mỗi lần móc ra hỏi như vậy, mắt chọt long lên, lời nói rít qua kẽ răng. Mày muốn sống á thì im miệng giùm tao cái. Đàn bà biết giống đách gì mà bày đặt hỏi tới hỏi lui. Mót ghét, từ dạo đó, hắn làm gì mặc kệ, chị không thèm đếm xỉa tới nữa. Hôm nay, thằng chồng đó của chị lại tiếp tục say xỉn, chọt nằm đó gọi lớn vào bên trong nhà. Mót, Mót à, ra đây tao biểu cái coi. Mót nghe vậy thì từ trong nhà đi ra, thấy chọt đang nằm chạy bày trên chiếc giường tre mà rống họng lên kêu tên cô. Chén đũa trên giường còn đang ngổn ngang, nước mắm đổ tháo đầy ra giường. Nhìn chồng mình nằm bày hài ra đó, khiến cho Mót chán ghét đến nỗi không một từ ngữ nào có thể diễn tả ra được. Chị tức giận, không kiên dè chi nữa, gân cổ quát. Chồng con gì đâu á mà suốt ngày chỉ biết lo ăn nhậu bê tha. Con cái thì không ai lo, mà toàn là lo cho bạn bè. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Nếu mà biết trước như vậy á, hồi đó ông có đem vàng đem bạc qua nhà tôi hỏi cưới, tôi cũng không thèm gả cho cái thứ hủ hẹm như ông đâu. Thằng chọt nghe con vợ mình cứ đứng đó la làng la xóm thì lồm cồm bò dậy, cất cái giọng lè nhẹ lên mà chửi. Cái con khốn này, tao nói mày ra đây cho tao biểu mà mày đứng đó nói tao thứ này thứ nọ là sao? Bộ mày muốn chết hả? Mót nhìn chồng đầy sự chán chường, chị không thèm trả lời mà dậm chân đi đến, vẻ mặt bực bội. Mót lượm mấy cái chén đang còn nằm lăn lóc trên giường lại. Có lẽ vì đang tức giận nên chị có hơi mạnh tay, làm cho chọt nằm kế bên nghe tiếng rỗn rẽn. Anh ta tưởng là chị đang cố tình dằn mâm sáng chén để lên mặt với anh. Chọt tức giận liền mò tay xung quanh giường, rồi giớ được một cái chén sành, chọt liền ngay vào đầu của Mót. Nghe tiếng dở của chén, Mót liền cảm nhận được cơn đau và một dòng nước ấm đặc sệt từ trên đầu chảy xuống. Cô ôm đầu đau đớn la lên. Bộ ông điên rồi hả? Ông làm cái gì vậy? Chọt cố gắng đứng dậy, bước liêu xiêu không dựng đến gần Mót, rồi thẳng tay tát vào má trái của cô một cái trời giáng. Anh ta nói, đánh cho mày nhớ, để mà mày đừng có bày đặt làm trận làm thưởng trước mặt tao. Tao mà còn thấy mày dằn mâm sáng chén với tao một lần nữa là mày chết mẹ mày với tao, biết chưa? Chọt lớn tiếng với Mót xong thì quay lưng bỏ đi vào nhà. Mót bị chồng đánh ngã xuống giường liền khóc rấm rứt, tay chị nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm xuyên qua da đến bật máu. Mót nghĩ, hà tất gì mình phải cố gắng níu giữ một ngọn lửa gia đình đã bị người chồng tệ hại này dập tắt, để rồi bây giờ hắn coi mình như một con chó giữ nhà, một con hầu không công và một con đĩ cho hắn chơi miễn phí. Nhưng chị không còn nơi nào khác để đi, và các con của chị cũng không thể theo mẹ chịu khổ được. Nhà chồng không thương, vì thay chọt không lo làm ăn. Nhà ngoại thì lại rất nghèo, chị không thể nương tựa vào một trong hai bên nào được. Mót cảm thấy dưới cánh tay chị có thứ gì đó cộm cộm. Chị ngồi dậy, nhìn vào chỗ bị cộm lúc nãy, thấy chỗ đó là một con dao cán nhỏ. Mắt của Mót vàng đỏ lên căm hận. Mót cầm con dao, miệng lẩm bẩm đầy sự tuyệt vọng. Hà cứ gì á, tao phải chịu đựng sự hành hạ từ mày. Cách duy nhất bây giờ là mày phải biến mất khỏi thế gian này, thì mẹ con tao mới được sống yên ổn như bao gia đình khác. Mày phải chết, phải chết. Cái suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của chị. Đôi mắt chị như dại đi, bóng chị in hàng lên vách như một con ma lượn lờ nhẹ nhẹ. Cái bóng cầm dao tiến vào buồng trong. Thằng chọt vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa thấy mặt Mót đằng đằng sát khí lăm lăm con dao trong tay. Chọt chột dạ, hắn hét lên, con quỷ cái, mày làm gì đó? Mót nghiến răng, hôm nay tao phải giết mày để giải thoát cho cuộc đời tao. Chọt giật mình một cái rồi nhún vai, mày ngon ha, ngon á, bước thêm một bước nữa tao coi. Tao á, không đập chết mẹ mày á, thì tao không ở cái địa phương này. Mót dũng cảm tiến lên. Ầm một tiếng, chọt bay xuống giường tống cho chị một đạp. Con dao đâm ngược vào vùng eo của chị. Chị cảm thấy trời đất tối sầm, không còn biết gì nữa. Đánh ngất Mót xong, chọt xoa xoa hai lòng bàn tay, nghênh ngang thách thức. Ủa, nằm luôn rồi sao?
Mới nói trời nói đất đi mà. Ngon thì đứng dậy trả treo với tao đi, coi tao đập chết mẹ mày không. Thấy Mót nằm im không động đậy, tính côn đồ của hắn nổi lên. Hắn bước tới lấy chân đá vào chị. Nằm giả nè, nằm giả hả mày? Mới nói nghe oai hùng lắm mà. Bỗng thằng chọt đứng sững, trố mắt nhìn Mót chăm chăm. Như một người khác, Mót ngồi bật dậy, hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng bị khâu lại bằng vỡ bóng, máu vẫn còn rỉ rả chảy. Miệng dù đã bị khâu, nhưng Mót thét lên một tiếng kinh hoàng làm náo động cả xóm làng. Hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh của chị cũng kéo nhau chạy tới. Chọt thay người ta bu đen ở nhà mình, muốn cất tiếng xua đuổi nhưng không mở miệng được. Một giọng nói rờn rợn như từ nơi xa xôi nào đó vọng lại làm hắn nổi gai ốc cùng người. Thằng khốn kiếp, quân giết người, hôm nay tao phải giặt tội mày ra ánh sáng cho mọi người biết. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát ngàn con. Tội của mày chỉ chờ ngày hôm nay thôi, rồi thì sự sống cũng kết thúc thảm hại. Lạ thay, chỉ một mình Chọt thấy khuôn mặt của Mót biến dạng như vậy, còn tất cả mọi người chỉ thấy chị đang nằm bất động giữa nhà, rồi bỗng ngồi bật dậy lên tiếng chửi mà thôi. Thiếm Sấu Lân bất bình la lên. Trời ơi Chọt, mày đánh vợ mày ra nông nỗi vậy đó hả? Một người khác cũng kêu lên. Nó còn đâm con vợ nó một phát ngay eo nữa kìa bà con ơi, báo chính quyền ngay đi. Mọi người còn đang nhốn nháo, bỗng đâu Mót tiến thẳng đến chỉ tay vào mặt Chọt, một giọng nói sắc như dao, và ai cũng nhận ra đó không phải là giọng thường ngày của chị. Thằng khốn, mày đã làm gì tao và con của tao vậy? Tất cả mọi người không hiểu nên ai cũng ngạc nhiên giáo giác xem ba đứa con của chị đâu. Riêng Chọt, đối diện hắn ta không phải là người vợ từng bị hắn đánh đập, mà là khuôn mặt của một người. Chọt lạnh cả sống lưng, khuôn mặt của người mà hắn ta già hận nhận lệnh giết hại. Lúc này, hồn dí Chọt ở tận trên mây, hắn ấp a ấp úng nhìn vào hốc mắt của đối phương. Nhưng sao trong hai con mắt đã bị khoét đi đó lại bừng lên hai tia lửa đỏ ngồm, trông vô cùng khiếp sợ. Cái miệng bị khâu lại, mấp máy môi, phát ra âm thanh rùng rợn. Nói mau, có phải bà cả sai mày giết tao rồi lưu con tao đi không? Bây giờ nó còn sống hay đã chết rồi? Mặt cắt không còn chút máu, Chọt chưa biết trả lời sao thì Mót đã cúi xuống lượm con dao lên kề vào cổ hắn ta. Khai ra mau, bà cô hãy lắng nghe, nó đã giở trò gì với bà hai và ông hội đồng Quách nè. Mày nói mau lên, chậm một phút là tao móc của mày một con mắt. Xong hai con mắt rồi, tao sẽ giá mị mày lại như mày đã làm với tao. Sau đó tao sẽ lóc từng miếng thịt trên người mày xuống. Khôn hồn thì nói nhanh đi, để còn được cái chết nhẹ nhàng. Dứt lời, Mót ấn Chọt ngồi xuống. Chọt ngoan ngoãn không một chút chống cự. Hắn nhìn lom lom vào Mót, lý nhí. Xin bà hai mở lòng tha cho con. Con sợ uy danh bà cả nên mới làm theo lời bả thôi, chứ con với bà hai đâu có thù oán gì. Đúng rồi, nhưng mà bà cả đã bị trả báo, nhà chết sạch không còn một ai, còn mỗi cô hai Trinh nhưng cổ cũng bị điên rồi. Bà hai ơi, bà tha cho con đi, con còn vợ và ba đứa con nữa, con chết rồi ai lo cho cái nhà này. Mót giơ con dao dí vào mặt Chọt, khịt mũi. Mày lo cho cái nhà này sao? Lo như thế nào? Mày và thằng kia nhận tiền của bà cả, hãm hại mẹ con tao, đè cổ ép tao uống thuốc độc. Quân tàn ác, tao chết rồi, bọn bay lại sợ tao hiện hồn về tố cáo nên móc mắt cho tao không thấy đường đi, rồi bay miệng lại không cho tao nói. Bọn bay mắc cười thiệt. Tao là hồn ma mà, tao khống chế được hồn ma trả thù chứ. Bộ bay luôn cho rằng người chết không đối chứng sao? Còn tao đâu? Khi cái nhà cháy, mọi người có đủ mặt, nhưng thằng con tao đâu? Sao tao không thấy? Chúng mày giết nó, quan sát ở đâu? Chọt trung lập cập, ấp úng nói chẳng ra lời. Bà ơi, sau đó bà cả bưng cậu chủ quăng xuống cái giếng ở tuốt sâu vườn nhà đó bà. Cái giếng cạn lâu năm, có nắp đậy. Sau khi bỏ cậu chủ xuống rồi, bà cả đậy nắp lại. Bây giờ chắc cậu chỉ còn có nắm xương thôi. Bà hai trong thân xác Mót hú lên một tiếng hãi hùng.
quân giả mang với một đứa con nít mà nó cũng không tha, nó chết là đáng lắm. Rồi bà nắm cổ áo trọ gằn giọng: Mày cũng phải chết, tao ghét loại đàn ông hiếp đáp vợ con. Mấy năm nay con một chịu đựng mày đủ rồi, có bà con ở đây làm chứng giùm. Hôm nay thằng Chọt tự thú rằng một năm trước nó và thằng Hận nhận tiền của bà cả vợ ông hội đồng Quách để hãm hại hạ độc bà Hai, sau đó móc mắt may miệng bà Hai và quăng cậu nhỏ là con của bà Hai xuống giếng. Rồi chính quyền sẽ xác nhận điều đó. Giờ đây bản thân nó thấy ân hận nên nó tự giận, không liên quan đến cô Mót. Bởi vì trong lúc nó chết, cô Mót đã bị nó đánh ngất tại chỗ rồi. Chọt kinh sợ quỳ rạp xuống la lên: Không, không, không bà Hai ơi, bà tha cho con đi, con lạy bà. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên và Mót ngã ập xuống sàn nhà. Người ta thấy tay Chọt cầm con dao, vừa giãy giụa vừa tự đâm vào thân thể mình. Dưới đất, Mót nằm bất động. Nhưng trong mắt Chọt thì thấy Mót ngồi bật dậy, ánh mắt tràn đầy thù hận. Chị giơ con dao lên cao, không do dự đâm thẳng vào ngực Chọt. Chọt trợn trừng mắt chưa kịp hét lên thì Mót đã lấy vạt áo đè vào mặt của chồng mình, làm cho hắn ngột thở, không cách nào để la hét cầu cứu nữa. Tiếp theo đó là tiếng phập liên hồi, vừa đâm liên tiếp, Mót vừa nói: Chết đi, chết đi, đồ ác nhân, đồ cặn bã, đồ hèn hạ, mày chết đi. Cô cứ cầm con dao liên tục đâm vào ngực, vào mặt của Chọt, cho đến khi trước mặt cô chỉ còn là thịt và máu bầy hầy. Lúc này Mót mới dừng lại, nhìn vào cái xác đã chết từ mấy phát đầu khi dao chạm vào tim, máu chảy lênh láng đầy ra giường. Những người chứng kiến chỉ thấy Chọt tự cầm dao đâm liên tiếp vào mình cho đến khi tắt thở. Như có một vách ngăn vô hình chắn trước cửa, mọi người không một ai vào được bên trong, dù rất muốn ngăn cản sự việc lại. Thật là kỳ lạ. Tức tốc, chính quyền vào cuộc. Nghe mọi người kể lại, họ kết hợp với cái chết một năm qua của bà Hai nhà ông hội đồng, và sau đó cả nhà đó chìm trong trận hỏa hoạn, chỉ còn một mình cô Trinh điên khùng sống sót. Chính quyền có cơ sở để cho rằng vụ trận cháy đó chỉ là tai nạn do ai bất cẩn gây ra, và vì không tin chuyện ma quỷ nên kết luận rằng do Chọt giết người bằng thủ đoạn quá tàn nhẫn nên bị tự kỷ ám thị mà tìm đến cái chết. Khi Mót tỉnh lại, mọi việc đã rồi, chị cứ nghĩ chính mình ra tay giết hắn. Nhưng thím Sáu kể lại, chị mới biết thì ra hai thằng ôn dịch đó đã bắt tay nhau giết người để lấy tiền ăn nhậu bê tha cả năm nay. Dẫu sao thì bây giờ chị đã được giải thoát. Cái chết của Chọt không gây cho chị một chút tổn thất nào về của và người. Chính quyền đến nhà tìm Hận, nhưng lúc chia tay với Chọt cho đến khi vụ việc xảy ra, hắn vẫn chưa về nhà nên không hay biết chuyện gì. Gió bất ngờ thổi, cả bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo mù mịt, bắt đầu có những tiếng sấm âm âm trên bầu trời vọng xuống, mưa bắt đầu trút hè. Vì quá say nên tên Hận đi siêu vẹo từ khi tạm biệt thằng Chọt đến giờ vẫn còn ở ngoài đường. Hận năm nay cũng đã ngoài 30, nhưng vợ con thì chưa có. Nhìn cái bộ dạng lôi thôi lết thích của hắn mà mấy cô trong xóm liền tránh xa, chứ ai mà thèm hy sinh cả cuộc đời mình để làm vợ một tên bọm nhậu như hắn cơ chứ. Muốn về đến nhà, Hận phải đi ngang qua cái chợ nhộn nhịp ban sáng, rồi đi thêm vài trăm mét nữa mới thấy căn nhà lụp xụp tồi tàn của hắn. Cha mẹ mất sớm, hắn tự bươn chải một mình giăng lưới bắt cá kiếm sống qua ngày, chỉ đủ ăn chứ không hề dư được một đồng xu cắt bạc nào để đi hỏi vợ với người ta. Nhưng hơn một năm nay, người ta thấy hắn có tiền, và lạ một điều là hắn không hề sắm sửa món gì trong nhà mà vẫn bê tha rượu chè với duy nhất một mình Chọt. Hắn nhậu ngày nhậu đêm, say xỉn thì nói năng láp giáp, còn bình thường thì cứ ú ớ trong nhà mặc kệ sự đời. Ngày nào cũng say say xỉn xỉn đi đi về về. Hôm nay cũng vậy, trên đường về đến chợ, bởi vì trời nổi bão nên chợ không còn một ai. Hắn thấy có bóng người đang ngồi ở gốc cây hát vi vu bài giả cổ Hoài Lan lẫn trong tiếng mưa. Tiếng hát nghe đến não lòng, làm cho hắn phải chú ý đến. Bước lại gốc cây me ở cuối chợ, mới thấy hóa ra là người hát là cô gái điên
vẫn thường hay lang thang ở chợ mà chọc phá hết người này đến người khác. Nhưng lạ là sau hôm nay trông nó sạch sẽ gọn gàng, hắn nhớ mỗi ngày đi ngang qua thấy mình mẩy no như 10 năm chưa tắm, hòn đóng trên da đen nhẽm, nhìn vào là mắt ói đến nơi. Vậy mà hôm nay lại thấy nó mặc trên người bộ đồ bà ba sáng màu. Nước làm cho vải thích chặt vào da, khiến cho hắn nhìn thấy những đường cong đẹp mỹ miều, cùng với làn da trắng nõn nà, nhìn như cô gái mới trổ mã, làm cho lòng hắn xao xuyến trỗi dậy bản tính của một người đàn ông thật sự, mà từ lâu hắn chưa được bộc phát. Đúng là con gái nhà phú hộ có khác. Thằng Hận ngồi xuống bên cạnh cô gái điên rồi cười nhẹ, mở đôi mắt ti hí dò la khắp người của đối phương rồi hỏi: Sao em lại ngồi đây có một mình vậy? Cô gái điên không trả lời mà chỉ cười tươi nhìn đôi chân đang lắc qua lắc lại của mình. Hắn hỏi tiếp: Em có muốn về nhà với anh không? Nếu em về với anh á, anh sẽ cho em ăn ngon và sắm đồ mới cho em mặc nghen. Cô cất giọng lên như một đứa con nít hỏi ngược lại hắn: Được ăn cơm phải không? Đúng rồi, em muốn ăn gì á thì anh mua cho em ăn cái đó, em chịu không? Về với anh nghen. Thôi, tôi ở đây quen rồi, đi chỗ khác ngủ, tôi ngủ không có quen. Vậy em về nhà anh, cho anh... anh cho em ăn cơm xong, rồi anh đưa em qua lại đây ngủ, được không nè? Cô gái đi nghe vậy, nên ra chịu suy nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu ngoài ngoại, đáp: Thôi, tôi ngủ ở đây được rồi, anh về đi, không thôi một lát nữa, nhà cháy là chạy không kịp đâu đó. Thằng Hận nghe cô gái điên nói vậy thì tức giận, nó nhào đến xô cô ngã xuống đất rồi nằm đè lên bụng cô mà chửi: Con mẹ mày, rượu mời mày không uống, muốn uống rượu phạt có phải không? Mày đừng có mà làm cho ông mày điên lên đó nha. Buông ra. Cô gái điên ra sức kêu gào thảm thiết, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, mà hắn còn dùng tay xé rách vải ở vạt áo nhét đầy miệng cô. Cô chống cự quyết liệt, dù không biết hắn đang muốn làm gì với mình. Có lẽ chống cự là một bản năng khi cô có cảm giác đang bị kẻ khác xâm phạm. Mưa nặng hạt hơn, tiếng sét nổi lên đùng đùng như đang giận dữ thay cho cô gái đang sắp bị làm nhục này. Mà cho người con gái kháng cự, hắn vẫn mạnh bạo cắn lấy cắn để da thịt của cô. Bộ đồ bà ba trên người cũng bị hắn xé toạc ra làm nhiều mảnh để giở trò đồi bại trên thân xác mềm mại ấy. Cho đến khi hắn vừa cởi cái quần cuối cùng còn sót trên người, thì nghe được tiếng cô gái điên cất lên: Mày có chịu buông tao ra hay không? Thằng Hận nghe vậy thì cười lên khanh khách. Hắn đưa gương mặt háo sắc của hắn lại gần gương mặt của cô mà nói: Mày muốn tao buông mày ra hả? Vậy thì đợi tới khi nào tao thỏa mãn xong rồi tự khắc tao sẽ buông. Vậy sao? Tiếng cười của cô gái như đang thách thức, cùng với tia sét đánh ầm ầm, khiến cho hắn có chút giật mình, định làm dứt điểm rồi bỏ nhanh về nhà. Bỗng đâu mà cô gái dần dần biến dạng thành một gương mặt khác, máu chảy bê bết ở hai hốc mắt, đôi môi bị dính chặt với nhau. Hắn thấy trên đó còn có mấy lằn chỉ đỏ như được người ta khâu vá lại. Từng mảng da thịt trên mặt đột nhiên trẹt một tiếng rách ra. Gương mặt đó từ từ ngồi dậy, làm thằng Hận lùi về sau ngã một cú đau điếng. Ánh sáng chớp nhoáng nổi lên khiến hắn thấy rõ hơn miếng thịt trên mặt của cô gái bị rớt xuống ngay cái đũng quần của mình. Hắn hoảng sợ hét lên kêu cứu, nhưng trời đang mưa như trút nước, sấm chớp ì đùng, làm gì có ai mà nghe thấy trong cơn bão tố phủ phàng này. Quá sức tưởng tượng, thằng Hận lắp bắp nói không thành tiếng: Mẹ, cứu tôi với. Vừa nói, hắn vừa cố chồm dậy định bỏ chạy. Một bàn tay bất ngờ từ phía sau bóp chặt cái thứ cương cứng của hắn lại. Một giọng nói âm vang cất lên: Mày đi đâu vậy? Chẳng phải mày nói là mày phải thỏa mãn rồi mới chịu rời đi hay sao? Ở lại đây với tao đi. Buông tôi ra. Đừng mà. Cảm nhận được một cơn đau thấu xương từ dưới bộ hạ, hắn nhìn xuống
thì thấy con ma nữ đó đang tóm chặt cái cổ quý của hắn rồi kéo ngược xuống đằng sau. Hắn đau đớn hét lên rồi im bặt. Trong đêm mưa tầm tã, tiếng oán than của thằng Hận nhỏ dần. Bóng đêm như đang che chở cho con ma nữ đó trừng phạt kẻ có lòng tà tâm. Mọi người ở gần đó vẫn nằm trong nhà ngủ thật ngon, không hề nghe thấy bất cứ tiếng la nào của nó. Họ chỉ biết đêm tối, gió thổi rất mạnh, tiếng sét đánh ra nghe rất lớn. Ai ai cũng bắt đầu trùng mền kín mít từ đầu đến chân, rồi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Hai kẻ nhúng tay vào tội ác, giết hại bà vợ hai của nhà ông hội đồng Quách đã theo bà cả, người từng trả tiền sai chúng làm điều ác, giờ đã qua thế giới bên kia. Mới sáng sớm đã nghe tiếng bà Ba Trà la lên thất thanh. À, có người chết, có người chết. Mọi người trong nhà nghe tiếng la liền ào ra. Họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Không một ai dám đến gần cái xác đang trần như nhộng đó cả. Bà Ba Trà té phạch xuống đất, chỉ tay vào cái xác mà nói: Thằng Hận, nó chết rồi bà con ơi. Thì ra trời vừa hừng sáng, bà Ba Trà đã ôm bó củi ra quán định nhóm lửa. Khi đi ngang qua gốc cây me, bà thấy cô gái đi ngồi đó bó gối ôm chân, ra vẻ rất sợ hãi. Bà thấy như vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi vì thường ngày con nhỏ này vẫn hay như vậy. Dự định phớt lờ bỏ đi thì bà nhìn lại nó thêm một lần nữa, mới phát hiện ra quần áo hôm qua người ta vừa cho nó giờ đã bị rách tơi tả, đầu tóc bù xù trở lại như ban đầu. Bà giật mình lẩm bẩm: Ủa, rõ ràng hôm qua nó lên cơn điên nhảy xuống sông, thằng xấu tòa thấy thế mới cứu nó lên. Quần áo nó ướt nhem nên mấy bà con trong xóm có thay cho nó một bộ đồ mới và chải tóc lại đàng hoàng cho nó rồi mà. Vậy mà hôm nay á, sao trông nó đã trở lại như cũ và còn bị thẩm tệ hơn nữa vậy cả. Không kìm được nỗi nghi ngờ, bà Ba Trà tiến lại gần định hỏi nó là đã xảy ra chuyện gì. Vừa đến gần, bà nhìn thấy phía sau gốc cây me có một cái chân người lòi ra. Bà thầm nghĩ, chẳng lẽ tối qua nó bị cái thằng ôn nào làm nhục hay sao? Bước thêm vài bước ngó sang dòm thì trời ơi, một người đàn ông đang nằm trần truồng ở dưới đất. Máu chảy tràn cả một khoảng rộng rồi đông cứng bao bọc lấy thi thể. Cái cổ quý bị cắt đi rồi nhét vào đầy trong miệng. Đôi mắt trợn trừng giống như trước khi chết, người này đã chứng kiến một chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nên cho đến khi tắt thở mới không thể nhắm mắt như vậy. Bà Ba Trà kinh hãi hét lên rồi bò ra ngoài kêu gọi mọi người, chứ chân bà vì sợ quá mà run lẩy bẩy không trụ vững nữa. Nghe xong lời của bà kể, mọi người không khỏi bàng hoàng. Trong cái làng này mấy chục năm nay chưa hề có vụ án chết người nào mà kinh khủng như lần này. Bà Ba Trà giọng run run cất lên: Cô khi nào á, thằng Hận đi nhậu say xỉn rồi về làm bậy làm bạ với con nhỏ điên này nên nó mới ra tay giết chết thằng Hận không? Bà Tám là hàng xóm kế bên nhà của bà Ba Trà. Bà nghe vậy liền phản bác: Bà đừng có mà suy đoán lung tung. Bà nhìn nó đi, ốm nhôm ốm nhách như bộ xương khô vậy đó. Làm gì lại cái thằng ôn dịch này. Bình thường á, bà xô nhẹ nó một cái là nó ngã lăn quay ra đất rồi. Vậy thì làm sao á mà nó là hung thủ giết người gây gớm như thế được. Vậy chứ không phải nó thì là ai? Bà để ý kỹ lại đi, hai bàn tay của nó dính đầy máu kia kìa. Không muốn tin nó cũng không được. Mọi người xung quanh thấy ai nói cũng có cái lý riêng nên cũng không biết phải nghe bên nào. Người ta nhắc lại cái chết của tên trọ mà họ đã chứng kiến, nhớ lại thằng Hận này có liên quan đến vụ án năm trước nên kết luận là hắn ta bị bà hai trả thù. Dù biết như vậy nhưng xấu tòa lúc này từ trong đám đông bước ra nói: Hai thím đừng có tranh cãi nữa, thằng Hận đang bị truy nã, giờ nó chết bờ chết bộ như vậy, tôi nghi nó bị hồn ma bà hai trừng phạt. Tuy rằng chính quyền không tin chuyện ma trả thù, nhưng mình cũng nên đưa nó lên quan phủ cho người ta giải quyết. Uy tín của xấu tòa ở đây cũng không phải là đơn giản, nên lời nói phát ra mọi người đều đồng ý. Dù biết chắc Hận bị vong hồn bà hai trừng trị, nhưng họ là dân thường, giải quyết được gì chứ? Thôi thì đưa cô gái điên này lên quan phủ, cho quan tự điều tra xét xử, trả lại công bằng cho cổ là tốt nhất.
Vài người lại gần, cầm tay của cô gái điên định lôi đi, thì bỗng cô vùng dậy la lên. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Các người đừng có chạm vào tôi! Một trong hai thanh niên đang giữ nó lại, vốn có tính nóng nảy nên liền lên tiếng. Im ngay! Con điên này! Mày la làng một hồi á, tao đánh cho mày câm luôn bây giờ! Mày dám! Bỗng đôi mắt của cô gái điên đỏ rực, mất cả tròng trắng. Tiếng nói phát ra, nhưng miệng lại không hề mở, làm cho cả hai thanh niên đang đứng bên cạnh giật mình buông tay. Một thanh niên lắp bắp. Quỷ! Quỷ! Con nhỏ này nó là quỷ đó! Bà con ơi, chạy đi! Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng điềm nhiên, không chút tỏ ra hoang mang sợ hãi. Một bóng người dũng cảm bước lên trước đám đông mà nói lớn. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Mọi người đừng quá hoảng sợ làm gì. Hãy tản ra xa, để ta nói chuyện với cô ấy. Người vừa nói chính là ông thầy bị cô gái điên làm cho bỡ ngỡ hôm qua. Mới sáng, ông nghe thấy mấy người hiếu kỳ rủ nhau đi xem. Dù có người tự đâm mình đến tắt thở, và dù có người chết ở cuối chợ, cảm thấy quái lạ vì trong một buổi lại xảy ra hai vụ án mạng bí ẩn, nên thầy Hai Dần mới đi theo bọn họ đến đây và chứng kiến được cảnh này. Cô gái đang tỏ ra hung dữ, thấy thầy Hai thì liền bất ngờ hỏi lại bằng một giọng nói âm trầm khác lạ. Không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp lại thầy. Ông thầy cũng đáp lời với vẻ mặt bình thản. Bà còn nhớ đến tôi hay sao? Nhớ chứ. Ông chính là người thầy Pháp 3 năm trước từng đến nhà chồng tôi để xin gạo và được chồng tôi tiếp đãi long trọng bởi vì câu tiên đoán đứa trẻ là con trai. Nghe bà ta nói vậy, thầy Hai liền nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Thầy Hai đến nơi này lần đầu tiên là đang trong quá trình bắt đầu vừa du ngoạn vừa trừ tà diệt ma của mình. Ông thấy người dân đang xếp hàng chờ phát gạo và một người vợ đang mang thai sắp sanh. Vừa đúng lúc thầy Hai cũng đã hết tiền để ăn uống trên đường nên đành đến đó xếp hàng chung với mọi người. Ông Quách thấy đến lượt của thầy Hai thì dừng lại vì ông biết thầy Hai là pháp sư từ cách ăn mặc. Ông mời thầy vào nhà tiếp đãi chu đáo tận tình, sau đó ngồi trò chuyện với thầy một lúc lâu. Lúc này thầy Hai mới biết ông Quách có đến hai người vợ và người lúc nãy đứng phát gạo với ông chỉ là bà Hai mà thôi. Bà cả lúc ăn cơm cũng không có mặt, vì từ sáng bà nói trong người không khỏe nên xin được nghỉ ngơi trong phòng không muốn ra ngoài. Ông Quách nhấp một ngụm trà rồi cười tươi nói. Không giấu gì thầy, tôi mời thầy vào đây là vì có một mục đích nhỏ. Thầy Hai đáp. À, ông cứ nói, nếu chuyện đó tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Thật ra tôi và bà cả nhà tôi cưới nhau đến nay cũng đã 12 năm và có với nhau một đứa con gái, nay cũng đã lớn bổn rồi. Tôi đã cố gắng để bà ấy có thể mang thai một lần nữa và mong có đứa con trai để nối dõi, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Nhiều năm trôi qua, cái bụng bà ấy vẫn im re, nên 2 năm trước tôi có lấy thêm vợ lẽ là bà Hai đây. Cô ấy có mang đã hơn 8 tháng, mà tôi thì nôn quá muốn biết là con trai hay gái để còn làm lễ trình báo với tổ tiên. Cả dòng họ Quách chỉ còn có tôi là con nối dõi. Nếu như tôi không có con trai thì sẽ mang tội bất hiếu với ông bà. Vì thế hôm nay tôi mời thầy vào là cũng vì lý do này. Xin thầy có thể coi bói thử cho tôi một quẻ để xem kiếp này tôi có được quý tử nào hay không, để tôi an lòng mấy mà. Tôi muốn khuyên ông đây một câu. Con nào cũng là con, mà ông đừng quá xem trọng điều này. Nhưng nếu ông muốn biết để an lòng thì tôi đây cũng sẵn lòng mà giúp đỡ. À, được, được. Thầy chờ tôi chút, để tôi vào trong kêu cô ấy ra. Ông Quách hướng khởi đi nhanh vào trong phòng, dẫn bà Hai thanh diệu từ từ đi ra. Ông cẩn thận từng chút một. Những điều này cũng đủ để thấy là ông ta đã xem trọng cái bào thai này như thế nào. À, thanh diệu à, ngồi xuống đi em, từ từ thôi. Dạ, em biết rồi thưa ông. Em chào thầy đi. Ông Quách ngồi xuống tươi cười mời thầy Hai gieo quẻ. Thầy Hai nhìn vào cái bụng nhỏ hoắt của bà Thanh Diệu, xong rồi mới lấy trong tay nải ra 3 đồng tiền và một cái mai rùa. Sau khi bói xong, thầy Hai Dân mới cười tươi nói. Chúc mừng ông, đứa bé trong bụng của bà Hai là con trai. Kỳ này
chắc ông yên tâm gác tay khỏi trán mà ngủ một giấc ngon lành được rồi. Ông Quách nghe tin vui mừng tột độ. Bà Hai nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chắc là trong thời gian qua bà đã phải áp lực nhiều lắm vì cái định kiến trọng nam khinh nữ này. Quay về thực tại, ông thầy nhìn thẳng vào mặt cô gái điên mà hỏi: Vậy bà đó là bà Hai Thanh Diệu hay là bà cả Tô Ngọc? Ông đoán thử xem. Mắt thầy Hai đảo liên hồi suy nghĩ. Năm đó, ông từng gặp qua bà cả một lần. Một người phụ nữ không mấy gì xinh đẹp, nhưng đôi mắt cực kỳ sắc sảo, chứng tỏ đầu óc bà ta rất thông minh. Còn bà Hai thì ông đã gặp rất nhiều lần. Ngược lại với bà cả Tố Ngọc, bà Hai Thanh Diệu lại rất xinh đẹp, sắc nước hương trời. Nam nhân nào một lần gặp mặt đều khó mà không động lòng. Bởi vì được ông Quách quá cưng chiều, nên đầu óc đơn giản, không lo nghĩ sâu xa, tâm cơ vẫn thua bà cả gấp mấy lần. Nếu đã là như vậy, người đàn bà đang trong xác của con gái ông Quách, tức là cô Hai Quách Tố Trinh, là ai? Theo thầy suy đoán, bà cả Tố Ngọc mất vì bị cháy nhà, mọi người đều chết hết. Còn bà Hai Thanh Diệu thì mất trước bà cả. Nếu có oan khuất thì bà Hai mới bị, vậy có thể bà cả đã hại bà Hai. Vậy thì rõ ràng, vong hồn bà Hai chưa siêu thoát mới hiện lên nhập vào thân xác con của bà cả như vậy chứ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, không còn gì phải thắc mắc. Thầy Hai mỉm cười tự đắc đáp: Bà là bà Hai Thanh Diệu có phải không? Đúng, ta chính là bà Hai của nhà phú hộ Quách năm đó. Bà cũng chết cùng lúc với bọn họ hay sao? Không phải, mọi người ở đây chắc ai cũng đang nghĩ là vì ta sinh khó mà mẹ lẫn con cùng quyên sinh chứ gì. Chuyện không đơn giản như lời đồn đâu. Thầy Hai nghe vậy thì ngạc nhiên, thầy ngước mặt lên mà hỏi: Vậy có nghĩa là bà chết trước khi nhà ông Quách bị cháy phải không? Phải. Lúc này, từ trong xác của cô gái điên cũng là Tố Trinh, con gái lớn của ông Quách, bà Hai bước ra với luồng ánh sáng đỏ vây quanh quỷ hồn. Thầy Hai nhìn quỷ hồn của bà mà bất ngờ chắc lưỡi hỏi: Tại sao quỷ hồn của bà lại tàn tạ đến như thế này? Mắt bị móc ra, miệng bị khâu, chẳng lẽ... Đúng vậy, ta bị bà cả cho hai thằng chọt và hận giết bằng cách đè ra đổ thuốc độc vào. Sau đó bắt con trai của ta đi khi ta mới sinh được vài hôm. Bà ta ác tới mức khi ta đã chết rồi, bà sai hai thằng khốn đó móc mát khâu miệng ta lại với mục đích không cho ta thấy đường và mở miệng kêu oan. Hai thằng đó đã bị ta trừng trị rồi. Ta cũng biết con ta bị mụ kia quăng xuống giếng cạn sâu giường nhà. Người đâu mà tàn nhẫn như vậy không hiểu. Chưa hết, sau khi chôn cất sơ sài, mụ ta còn mời thầy bùa về yếm trên mộ. Bà ta thật là cao tay, nhưng suốt đời bà ta lại không thể ngờ được phần mộ của ta bị hai tên trộm mộ quật lên định trộm vàng. Vô tình, một trong hai người đã gỡ lá bùa trấn yểm trên trán của ta xuống, nên ta mới thoát ra được. Ngày mà ta thoát ra được cũng chính là ngày tàn của họ. Ta rất thắc mắc tại sao nhà phú hộ Quách cháy lại chỉ có một mình Tố Trinh được sống sót. Chuyện đó quá đơn giản, bởi vì nó sinh ngày âm, tháng âm, năm âm. Thân xác của nó vốn đã dành cho người âm rồi. Trùng hợp với ta bị thương tổn linh hồn rất nặng, cần nơi ẩn thân, và chính nó là lựa chọn tốt nhất. Thầy Hai đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Ông thật thất vọng vì ông Quách là một người có tài có đức, nhưng tại sao lại phải hứng chịu cái cảnh tan nhà nát cửa vì cái định kiến vô lý của hai người phụ nữ trong nhà lại đấu tranh kịch liệt đến như vậy? Nếu như không có cái định kiến trọng nam khinh nữ đó, thì ông Quách đã không phải lấy vợ Hai. Và nếu không có cái định kiến đó, thì đứa con trai vừa chào đời đã không phải chịu số phận giống như mẹ của nó. Người dân đứng xung quanh đều im lặng. Họ đã nghe chuyện từ cái chết của Chọt, nhưng hôm nay mới biết được tất cả mọi khúc nối. Rõ ràng, bà Hai muốn cho họ biết lòng người hiểm độc, khiến cho bà phải chết trong oan ức, còn phải liên lụy cả đứa con của bà. Thầy Hai vẫn cảm thấy thắc mắc, nên nói tiếp: Vậy còn hai chàng trai vừa chết thảm và chồng bà thì có lỗi gì? Bà giết luôn cả người bà yêu thương và làm hại kẻ vô tội. Bà có biết bà làm vậy thì rất khó để giải nghiệp mà đầu thai hay không?
Bà Hai nghe vậy, bà cười vang lên, làm cho mọi người xung quanh nghe đến cũng phải lạnh mình sợ sệt. Bà đáp: Ta không cần đầu thai hay siêu thoát gì gì đó đâu. Thứ ta muốn là báo thù. Báo thù! Hai cái thằng chó đó là kẻ tay sai. Tụi nó nhận tiền bà cả mà giết hại ta. Ta đã kể nãy giờ, sao ông cứ hỏi mãi vậy? Ta giết thằng thứ nhất, một là để trả thù, hai là giải thoát cho cô gái làm vợ hắn. Loại người như hai thằng đó sống chỉ chật đất, chứ có ích lợi gì cho gia đình, cho bà con chòm xóm. Cái thằng thứ hai, ta giết nó trả thù là một lẽ. Lẽ thứ hai là nó lợi dụng con Trinh điên điên khờ khờ mà dụ dỗ làm hại. Dụ dỗ không được thì đánh đập cưỡng hiếp. Ông nghĩ xem, nó có đáng bị trừng phạt hay không? Trinh là đứa con gái hiền hậu vô tội, ta không cho phép ai làm hại nó. Vậy mà thằng khốn đó muốn giấy bùn vào cơ thể con Trinh. Ta trừng trị hắn như vậy cũng còn nhẹ. Hơn nữa, nhờ cô Trinh mà một năm qua ta mới không thành cô hồn dất dưỡng. Bây giờ nó muốn đụng vào nơi ẩn náu của ta thì chỉ có con đường chết. Cứ cho cái lý này của bà tạm thời là hợp lý. Vậy còn chồng của bà thì sao? Ông ta lo cho bà từng ly từng tí khi bà đang mang thai kia mà. Chẳng lẽ bà lại không nhận ra những điều đó hay sao? Chăm sóc cho ta sao? Ông làm to quá rồi đó. Ông ta coi ta như một cái máy đẻ mà thôi. Thầy chỉ thấy được cái vẻ bề ngoài nghiêm trang lịch sự của ổng, chứ thầy đâu có đêm đêm nằm cạnh bên đâu. Mà thầy làm sao hiểu được ông ta lòng lan dạ sói như thế nào? Thầy Hai nghe những câu này mà cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ ông lại nhận định sai bản chất của một con người hay sao? Năm xưa tôi từng thấy ông Quách đích thân phát gạo cho người nghèo khổ, thì làm sao lại có mấy cái chuyện như bà nói được cơ chứ? Mọi người đứng sau lưng thầy Hai nghe vậy thì bắt đầu sầm xì to nhỏ với nhau. Bà Hai cảm thấy đã đến lúc công khai nói ra tất cả mọi việc của ông Quách, nên bà quay vào thân xác của cô Trinh, đôi mắt đỏ rực, đưa bàn tay có móng vuốt nhọn hoắt về phía mấy người đứng đó, rồi dõng dạc nói. Tất nhiên, hình ảnh những chiếc móng vuốt chỉ một mình thầy Hai thấy. Nếu như ông không tin, thì ông có thể hỏi bọn họ thử xem, ông Quách một năm phát gạo được bao nhiêu lần. Chẳng qua lúc ông đến đây, thì trùng hợp ông chồng của tôi đang tranh chức lý trưởng với ông Phú Hộ Lâm ở đầu xóm mà thôi. Thầy Hai ngờ vực nhìn mọi người đang đứng ở đằng sau mà hỏi: Có thật là như vậy không bà con? Bà Ba Trà đại diện cho mọi người đáp: Dạ thưa thầy, chuyện đúng là như vậy. 3 năm trước, ông Quách vì tranh chức lý trưởng nên muốn được lòng dân mà liên tục phát gạo. Cho đến kỳ bỏ phiếu, mọi người nhận ơn của ông ban cho nên ai cũng bầu ông làm lý trưởng. Sau khi được như ý muốn, ông ta liền trở mặt không một lần nào phát gạo cho người nghèo nữa, mà ngược lại còn tăng thuế cướp ruộng của dân. Ở đây ai ai cũng căm ghét ông ta thấu xương vì sự độc ác của ổng, và cảm thấy hối hận khi đã bầu ông ta làm lý trưởng. Không ngờ quả báo nhãn tiền đến với ông ta nhanh đến như vậy. Cũng đáng tội. Bà Hai cười quỷ dị cho câu trả lời rồi nói tiếp. Đó, ông nghe thấy chưa? Ta nói đâu có sai. Giờ thì ông hãy biến cho khuất mắt của ta đi. Thầy Hai giận có hơi sốc khi sự thật phũ phàng đến như vậy. Chẳng lẽ thầy đã sai lầm khi nhìn mặt mà bắt hình dong? Nhưng mà dù gì bây giờ ông ta cũng đã chết, trách móc cũng chẳng được gì. Thầy Hai cương quyết nhìn thẳng vào bà Hai nói lớn: Không được. Hôm nay, một là bà phải bỏ hết oán niệm tu tập để mà đầu thai, còn hai là bà phải chịu cảnh linh hồn tiêu tan mãi mãi, không được siêu sinh. Bà chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Bà Hai nghe xong liền ngước mắt lên trời mà cười vang. Tiếng cười gai ốc khiến mọi người xung quanh lùi về sau, không dám đứng gần vì quá sợ. Giọng âm trầm như từ cõi xa vọng về của bà Hai cất lên: Lựa chọn sao? Cái vở kịch này sao mà quá quen thuộc. Mấy tên thầy pháp các người có bao giờ chịu tha mạng cho ai bao giờ đâu. Ta không giống họ. Một lời mà ta đã nói ra là nặng ngàn cân. Lời hứa mà ta đã hứa, ta xin dùng tính mạng của mình để bảo đảm. Bà hãy lựa chọn đi. Bà Hai trừng mắt lên giận dữ, gằn giọng nói: Ta không phải là con nít. Ông đừng hòng dụ gạt ta.
Lẽ ra khi đã trả thù bọn ác đã hãm hại mẹ con ta xong, ta sẽ trả lại thân xác cho Trinh để nó tiếp tục sống tốt. Ta đã nhìn thấy một tấm chân tình dành cho nó rồi. Nhưng ông không phân biệt đúng sai, lại coi ta là cô hồn ngạ quỷ làm chuyện thất đức, muốn bắt ta vào dòng kim tỏa của ông ư? Đừng hòng. Hôm nay ta phải sống chết với ông một phen. Lời vừa dứt, bà hai thoát ra khỏi xác của cô Trinh, rồi nhào đến ông thầy hai, giơ móng vuốt sắc nhọn của mình ra. Tất cả những người chứng kiến chỉ thấy ông thầy ngồi xuống xếp bàn lại, miệng bắt đầu niệm chú, kèm theo đó là tiếng cười ma quái lúc xa lúc gần. Một lúc sau, họ thấy ông giơ thanh kiếm của mình lên cao, một tiếng á lớn vang lên ghê rợn. Tất cả im bặt, không còn tiếng bàn tán xôn xao như trước. Mọi người đã biết, ông thầy đã thu phục được hồn quỷ của bà hai rồi. Bằng chứng là thầy hai đã ung dung thu kiếm lại, sau đó lấy ra một lá bùa. Ông vẽ vào lá bùa những gì không rõ, rồi ông giơ lá bùa ra phía trước. Ngay lúc đó, một tiếng nói vang lên. Khoan đã! Người ngăn cản ông kết liễu quỷ hồn của bà hai không ngờ lại là cô gái bị ma nhập đó. Cô ấy đi đến bên thầy hai, rồi quỳ xuống nói tiếp. Con xin thầy hãy mở lòng từ bi mà buông tha cho dì ấy. Thầy hai ngạc nhiên hỏi. Bà ta giết chết mẹ và cha của cô. Đến thân xác của cô cũng bị bà ta chiếm hữu gần một năm nay, mà cô vẫn muốn cầu xin cho bà ta hay sao? Nước mắt của Tô Trinh rơi xuống. Trước trận hỏa hoạn, tánh tình của cô lương thiện ai ai cũng biết, nên họ rất là thương cô. Vì thế mà cô mới được sống đến bây giờ. Cô nói, tất cả mọi chuyện đều là do lỗi mẹ của con gây ra cả thôi. Nếu như bà ấy không giết hại hai mạng người, thì kết cục đã không như thế này. Lúc còn sống, dì hai rất hiền lành, không đụng chạm đến ai. Chẳng qua là dì ấy mất đi đứa con đầu lòng bằng cách thức quá tàn nhẫn do mẹ con gây ra. Cho nên dì ấy mới trở nên như vậy. Giả lại một năm qua, thân gái một mình mà còn thêm bị điên dại như con đây, thì làm sao mà tránh khỏi việc gặp nạn. Khi con gặp nạn đều là do dì ấy ra tay cứu giúp, nên con mới được bình an sống sót. Hôm nay con quỳ ở đây xin thầy tha cho dì ấy một con đường sống, để còn chuyển kiếp luân hồi, xem như con và dì ấy dứt nợ hồng trần tại đây. Hồn quỷ bà hai nghe xong thì cười lên điên dại. Bà lắc đầu cười mà hai hàng huyết lệ tuôn rơi. Bà nhìn chăm chăm vào Trinh, bật cười náo nùng và nói. Con gái của kẻ thù bị ta hành xác cả năm nay mà lại cầu xin cho ta được luân hồi. Đúng là nực cười, quá nực cười. Bà ta cứ ngửa cổ ra mà cười, giống y như một người điên mất trí. Tất cả những người có mặt một lần nữa đều xôn xao trước tiếng cười vang rền như vọng lại từ cõi âm. Lúc bắt đầu xảy ra sự việc, sáu tòa đã vội vã chen vào hòa mình cùng đám người mà xem từ nãy đến giờ. Khi thấy cô Trinh quỳ xuống gian xin thầy hai, lúc này anh cũng vội chen vào, giọng anh gấp gáp cất lên. Khoan đã bà hai ơi, cậu chủ vẫn còn sống. Chính con đã cứu và nuôi dưỡng cậu, nay cậu cũng đã biết đi rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tòa. Lời tiết lộ của anh thật quá bất ngờ, không ai tưởng tượng được. Vong hồn bà hai thất thần, bà vội mượn xác của cô Trinh nhập vào để hỏi cho rõ. Kìa sáu tòa, cậu vừa nói gì vậy? Sáu tòa vuốt dội khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình, rắn rỏi nghiêm túc thuật lại. Bà con ở đây ai cũng biết vợ con vì sanh khó mà chết, giống y chang như hoàn cảnh của bà hai, không ai biết trong đó có nội tình gì. Con và má con đã giữ kín bí mật này từ ngày đó. Vợ chồng con ở với má ruột của con phía sau giường nhà ông hội đồng. Má con đỡ đẻ nổi tiếng mát tay, cô Trinh cũng do má con đưa ra từ bụng bà cả. Đến khi bà hai có thai cùng lượt với vợ con, má con cũng đỡ đẻ cho bà, đứa nhỏ sanh ra mạnh khỏe bình thường. Còn bà hai thì chưa kịp nhìn thấy con đã bị trào máu họng mà chết. Không nói ra, nhưng ai cũng biết là do bà cả đầu độc. Việc này ông hội đồng không hề hay biết.
đứa nhỏ bị bà cả quăng xuống dưới giếng cạn. Má con tình cờ nghe được âm mưu của bà cả, nên bàn với con thảy tấm đệm xuống giếng trước để cậu chủ không bị u đầu mẻ trán vì chạm vào thành giếng. Con đứng núp vào lùm cây, nhìn thấy hết tất cả. Khi họ bỏ đi rồi, con mới thòng dây leo xuống giếng, bồng cậu chủ lên. Có ai ngờ đâu, vợ con cũng nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Cô ấy hãi quá không đi được, mà ráng lết về nhà. Xong rồi, đau bụng, má con giỏi cách mấy cũng không cứu được hai mẹ con. Cho nên tuyên bố vợ con chết vì sinh khó, chỉ cứu được đứa nhỏ. Con đau lòng ném đứa con ruột đã chết của mình xuống giếng. Vì con biết thế nào bà cả cũng kiểm tra coi đứa nhỏ đã chết chưa. Đúng như con đoán, 2 tuần sau bà cả cho người mở giếng ra coi thử thì mùi hôi thối bốc lên, nên họ tin là cậu chủ đã chết rồi. Từ đó cậu chủ lớn lên trong nhà con, gọi má con là nội và gọi con là cha. Lẽ ra bí mật này sẽ mãi mãi chôn vùi, nhưng vì con thương bà hai bị người ta hãm hại, chết rồi mà cũng không biết mặt con, nên mới nói ra để bà an tâm mà siêu thoát. Bà hai à, bà đừng lo, khi bà đi rồi thì Trinh sẽ tỉnh lại, sẽ là một cô gái bình thường. Ngay khi cô ấy không bị bà nhập vào, cổ cũng hiền lành ngoan ngoãn mà. Con có ý với Trinh từ lâu, con sẽ cưới cô ấy và chăm sóc cho Trinh cả đời. Cậu hai sẽ được ở bên chị ruột của mình và sẽ không một ai hiếp đáp đâu bà. Bà hai trong thân xác cô Trinh nước mắt như mưa, bà quỳ sụp xuống lại số tòa ba lạy. Cảm ơn con, cảm ơn tòa, thì ra con ta vẫn còn sống. Đúng rồi, tòa có thể cho ta nhìn mặt nó một lần được không? Tất nhiên rồi bà hai, bà quay lại sau lưng đi, má con đã ẵm cậu tới rồi kìa. Bây giờ cậu có tên là An nghe bà. Bà út má tòa ẵm thằng bé trao tận tay Trinh. Bà hai trong thân xác của Trinh bồng đứa nhỏ, nhìn nó tha thiết và hôn lên má nó. Nước mắt chan hòa ướt cả khuôn mặt đứa bé ngây thơ đang nhìn thao láo vào người đang ẵm nó, mà không hề biết đó là vong hồn của má mình đang lần đầu được ôm cứng lấy con của mình, và có thể cũng là lần cuối. Mọi người ai cũng ngây người ra, họ quá sức bất ngờ và quá sức cảm động trước tình huống này. Mẹ con bà Út sống ở đây trước giờ không giàu có cũng không túng thiếu. Bà Út chuyên đi đỡ đẻ cho tất cả sản phụ của làng, ai cho gì cũng nhận chứ không lấy tiền công. Một tay tòa chăn gà chăn vịt cải thiện cuộc sống của cả nhà. Tòa là người duy nhất không kỳ thị Trinh. Thỉnh thoảng anh lại đem đồ ăn hay quần áo cũ đến gốc me cho cô sử dụng. Thì ra anh đã biết từ lâu cô chỉ bị oan hồn của bà hai nhập vào, chứ bản thân không có điên khùng gì. Tấm chân tình mà lúc nãy bà hai có nói đến, đó chính là tòa. Ôm con khóc một hồi, bà hai trao trả lại cho bà Út, sau đó cất giọng buồn buồn. Vậy là tôi cũng đã mãn nguyện rồi, không còn vương vấn gì nơi này nữa. Chỉ mong sao cậu Tòa và chị Út đây thương yêu đùm bọc cho chị em Trinh. Tôi có đầu thai mấy kiếp cũng hứa sẽ trả ơn cho hai người. Rồi bà quay sang bà con cúi đầu chào. Mong bà con ở đây sau này đừng kỳ thị Trinh nữa. Hãy giúp nó vui vẻ để quên đi quá khứ tội nghiệp của gia đình gây ra. Và cũng đừng nhìn bé An là con của hồn ma bóng quế, mà là con của Tòa. Vợ cậu ấy đã dùng mạng mình mà đổi lấy. Từ nay tôi không còn quan hệ gì ở thế giới này nữa. Chúc bà con làng mình có cuộc sống bình yên mãn đời. Bỗng nhiên oán khí trên người bà hai tan dần, khiến cho ông thầy cũng cảm thấy bất ngờ. Chắc là do biết được đứa con mình mang nặng đẻ đau lâu nay, tưởng rằng đã chết oan khuất mà giờ vẫn còn tồn tại, và do sự lương thiện từ tận đáy lòng của Tố Trinh làm cho quỷ hồn bà hai động lòng. Sau khi oán khí tiêu tan, bà hai liền bị ông thầy thu phục vào trong lá bùa đỏ, rồi cất vào trong tay áo. Thầy hai đỡ Tố Trinh đứng dậy và nói: Các người đúng là Bồ Tát giữa đời thường. Ta hứa sẽ cho bà ấy về chùa tu hành giải nghiệp, cho đến khi nghiệp tan thì tự khắc quỷ sai sẽ đến đưa bà ấy về âm phủ để xét xử, rồi sau đó đầu thai. Trinh nghe vui trong lòng mà nước mắt lại tiếp tục rơi. Bà Ba Trà đi đến cất cái giọng oan oan thường ngày của bà lên mà nói: Cái con nhỏ này ngộ thiệt à, vui bây cũng khóc,
mà buồn bay cũng khóc. Bộ mày bị con ma nữ đó nhập riết rồi, hóa điên thiệt hả con? Bà Năm Cũ thay mặt Tố Trinh đáp: Cái bà này, bà bớt vô duyên giùm tôi cái đi. Bộ buồn mới được khóc hả? Con người ta vui cũng có quyền được khóc mà. Nó bây giờ hết điên rồi, bà mà còn nói nó như vậy nữa thì một lát nữa nó tức lên á, nó chửi lại bà, ráng mà chịu à nghe. Sao nó mà dám á, tôi cùi. Tiếng mấy người đàn bà gần đó cười vang làm cho cái xóm này lại bắt đầu nhộn nhịp. Bà Út đi lại chỗ Tố Trinh, nhẹ nhàng hỏi: Trinh à, giờ con đã bình tĩnh trở lại thì cũng không nên ngủ bờ ngủ bụi được nữa. Lúc trước Út từng kêu bay lại nhà ở mà bay cứ lên cơn điên la hét không chịu. Giờ thì Út muốn hỏi con lại một lần nữa là con có muốn về nhà ở với cô hay không? Nhà cô chỉ có má con cô và thằng cháu nội thôi. Ngẫm ra nó lại là em của con. Thằng Tòa con cô đã để ý con lâu rồi. Con dễ cô sẽ làm cái đám cưới rình rang để con danh chính ngôn thuận mà làm dâu của cô, làm vợ thằng Tòa, nghe Trinh. Tố Trinh biết bà Út khi cô mới bắt đầu lớn. Bà Út chồng mất sớm, là mụ dường có uy tín. Tòa là con trai duy nhất của bà, nhưng mà lại một cô vợ quá sớm. Từ đó, bà và Tòa sống với thằng con bà hai cho đến bây giờ. Đạo đức, nhân thân của hai người không chê vào đâu được. Cô nhẹ nhàng cười tươi như hoa, cầm bàn tay nhăn nheo của bà Út lên mà đáp: Từ nay về sau, cô cho con kêu cô bằng má nghe cô. Con bây giờ là một đứa mồ côi rồi, con muốn có thêm một người thân thiết để biết cảm giác yêu thương, chăm sóc, hiếu thảo là như thế nào. Còn chuyện con với anh Tòa có duyên nợ với nhau hay không thì từ từ tính nha, nha má. Nhưng con cũng thú thật, con cũng có thích anh Tòa. Bà Út nghe xong liền khóc òa lên, gật đầu lia lịa, nói trong sự nghẹn ngào: Đương nhiên rồi, đương nhiên là má chịu rồi. Mọi người thấy bà Út khóc méo máu như trẻ con thì liền chọc ghẹo cười cả lên. Tòa đỏ mặt vội bồng cô An về nhà trước. Anh còn phải quét dọn phòng ốc sạch sẽ để đón con gái ông hội đồng về nữa chứ. Thầy hai cũng đột nhiên bật vô âm tính trong khi chưa nhận được lời cảm ơn từ mọi người. Thầy thấy mọi người vui vẻ nô đùa, thầy cũng cảm thấy yên lòng mà lẳng lặng rời đi. Hôm sau, bà con trong xóm tổ chức hai cái đám tang cho thằng Hận và thằng Trò. Hai thằng được chôn bên cạnh nhau như lúc còn sống đã từng thân thiết. Hai đứa làm chuyện ác bị bà hai trừng trị là phải rồi. Còn Mó, do có bà con làm chứng và cho lời khai nên chị hoàn toàn không bị vướng vào cái chết của tên chồng chỉ biết rượu chè phá của. Chị yên tâm mà sống nuôi dạy ba đứa con nên người. Thầy hai dần sau khi rời làng chài thì đi ngược lại với hướng đi lúc ông vừa đến. Ông nghĩ chuyện này thật sự rất có ý nghĩa. Ít ra cũng đã cho ông hiểu được thế nào là nhìn người thì không được nhìn từ vẻ bề ngoài, mà phải lấy cái tâm thanh tịnh để mà cảm nhận. Ông sẽ đưa bà hai về chùa để cho bà giải hết oán khí nếu như còn sót lại một ít. Chắc bà ấy đang êm ả trong lòng, nên suốt dọc đường bà cứ im lặng, không mở miệng nói một câu nào cho đến khi về đến chùa. Trong đầu ông lầm rầm khấn vái cho tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc đúng với vị trí của mình. Một tháng sau, nhân dịp đi ngang qua chùa, thầy hai dần ghé vào định xem thử bà hai có còn ở chùa hay đã đi đầu thai rồi. Đến trước sân chùa, thầy bắt gặp hồn bà hai. Dường như bà biết thầy tới và đã đợi thầy dưới gốc cây to trong sân chùa. Bà nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay mời thầy hai dần ngồi xuống tảng đá nhỏ kế bên mình. Sống ở đây bà thấy thế nào? Tôi thấy rất tốt. Có một điều tôi muốn tâm sự cùng ông trước khi tôi đi siêu thoát. Sau khi nhập vào người con Trinh rồi làm cho nó trở thành người điên, thời điểm đó tôi cũng muốn mình điên ông à, để không phải nghĩ đến những oan ức mà tôi đã trải qua. Thà điên mà nhẹ lòng còn hơn tỉnh mà rối trí, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Dứt lời, tiếng chuông chùa vang lên. Từ chỗ cây to mà thầy hai dần đang ngồi, một con chim cất cánh dục bay lên trời cao. Nó bay mãi cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ và mất hút trên bầu trời.